vợ mày hôm nay mày, nó vạch ti ra cho cả làng xem mà. Mày xem là tao giấu mặt đi không à? Anh điên à? Vạch ti bao giờ? Mày cãi đúng. Tôi nói lại với anh một lần nữa nhá. Tôi vạch áo lên cho con ăn nhá, cho con ti nhá. Không phải vạch lên cho người ta xem nhá. Còn đứa nào mà ngứa mồm ấy. Xe đạp anh vứt đâu rồi mà đi bộ lừng thừng thế kia? Mày... Anh bị điên à? Điên à? Hả? Mà có thích điên không? Tự nhiên đi đâu về dựng cơn dựng cối lại đánh vợ ấy kia? Lại nốc ba chén rượu rồi gì? Tao vạp anh vỡ mồm luôn. Không phải nốc ba chén nhá. Mà hôm nay tao nốc ba cốc ấy. Tự nhiên về vợ hỏi là xe đạp đâu thì không thấy xe đạp đâu thì phải hỏi chứ. Mày cứ thích giả mồm không? Mày cứ thích giả mồm không? Mày cứ thích giả mồm không? Anh bị làm sao trong người không? Thằng này nhá, rất bình thường nhá. Không bị làm sao mà về tự nhiên dựng cơn dựng cối như thế? Mày đi ra ngoài đường từ cái xóm trên xuống đến xóm dưới. Mày ra ngoài cái mày xem cả nó nói gì với cái thằng này. Nói gì thì ai biết được. Mà nói gì kệ thằng cha nhà nó chứ. Liên quan gì đến nhà mình mà mình về lại đánh vợ. Mày đúng gọi là một con gọi là mặt ly rồi. Mày không biết một tí nào là sỉ diện và xấu hổ nó thôi nhá. Tao hỏi mày, ta đang ngồi uống rượu đó. Nó nhảy vào nó nói là vợ mày hôm nay mày, nó vạch ti ra cho cả làng xem mà. Mày xem là tao giấu mặt đi đâu mà. Hả? Anh điên à? Vạch ti bao giờ? Mày cãi đúng. Tại sao bao nhiêu người đang đông như thế? Mày kéo áo lên cho con bú còn gì nào? Mày cãi đi. Mày cãi đó. Bao nhiêu người đi về ngồi ngoài quán bà Nga kể với tao. Mày cãi á? Ôi trời ơi. Chuyện chỉ có thế thôi á? Thì không thế thì muốn cái gì nào? Mày cứ thích mày cởi hết quần áo ngoài này xong mới là chuyện à? Hả? Có thế thôi mà về anh lấy áo ném vào mặt vợ như thế đấy. Thế bây giờ chả nhẽ con khóc rồi mình lại không cho con bú à? Mày không đi chỗ nào khác được để mà kéo áo lên cho con bú. Mà sao cả một cái hội trường ngồi đông như thế mà em dám kéo áo lên này rồi cho con bú à? Không biết xấu hổ à? Thì bây giờ cả hội trường đông như thế mà con lại khóc to thì em biết phải làm sao? Chả nhẽ em bế con ra ngoài nhà vệ sinh cho con bú ở ngoài nhà vệ sinh à? Mày đừng có mà lươn lèo nhá. Thằng này không bao giờ thích cái kiểu giải thích loằng ngoằng kiểu đấy nhá. Sao lúc đấy mày không bế về nhà cho con nó bú mà mày đứng cả cái hội trường ấy, mày kéo cả cái áo lên như thế này, mày phơi bày cả cái mâm ngũ quả ra đấy cho cả cái thiên hà nó xem à? Hả? Đứa nào có mắt thì đứa ấy nhìn, đứa ấy tự đi mà ngại. Còn đây á, còn khóc cứ thế cho nó bú thôi, cho nó ăn thôi. Thiên chức làm mẹ là chỉ có được thế thôi. Con khóc thì con khóc, làm gì thì làm nhá. Mày phải đi con đi chỗ khác, không được ngồi dự cảm ba con thiên hà này mà mày kéo áo lên thế này để cho con bù đâu. Tao cấm cái đấy, tao cấm chuyện để nhá. Bây giờ mày đi ra ngoài kia mày xem đi. Tao vừa mới ngồi ngoài quán này. Đấy, mày đang nói đấy. Thằng nào nói với anh? Thằng mày, nào mà ngứa mồm như thế? Mày không cần phải hỏi thằng nào hết nhá. Tay biệt nó nói hiểu. Mà mày về đi cần mày cần giá mồm với tao. Anh đừng có nghe mồm bọn nó. Rồi về lại đánh vợ đánh con. Nó nói đúng nhá. Có sai đâu. Mày nói gì không? Nó bảo là hôm nay nha, tao nhìn thấy quả vợ mày rồi đấy. Có tức không? Anh đừng nghe mồm bọn nó. Mấy cái thằng nát rượu ấy á, chỉ muốn đâm bì thóc chọc bì gạo thôi. Muốn gia đình mình tan nát thôi. Mày này, ai thằng nát nhá? Riêng tất cả những cái bàn của thằng này này, không có thằng nào nát hết nhá. Nó rất đàng hoàng và tử tế. Nghe chưa? Thằng nào nát?
Mà nói thằng nào ạ? Tao vào một phát vỡ mồm luôn đấy. Mày chứ? Ừ, bạn anh thì chả có đứa nào nát hết. Nhưng mà cũng như là tương bần. Ăn rồi làm cũng chịu làm. Chỉ suốt ngày đi uống rượu thôi. Đứa nào cũng như đứa nào. Mày đừng cầm vớt đùa cả đấm nhá. Tao tán một phát. Mặt quay đằng sau như mất thủ chuồn chuồn luôn đấy. Nhá. Mày không bị xấu hổ. Mày ra ngoài việc hồi trường mày vạch ngực áo ra như thế cho thiên hạ xem là mày không biết xấu hổ à? Mày về đây còn xúc phạm anh em bằng hữu của tao à? Hả? Bằng hữu? Bằng hữu cái gì? Bằng hữu như người ta á, rủ nhau đi làm ăn, càng ngày càng phất lên. Còn bằng hữu của mình nhìn mà xem, có đứa nào nên hồn không? Nợ đầy quán đi kìa, ngồi lê quán này rồi ngồi bệt quán khác đi kìa. Từ em ai đấy tóc cầm luôn nhá. Tóc cấm triệt để cái cảnh mà cứ ra ngoài đường, ngoài trường, ngoài hội trường thôn xóm như đấy mà kéo ngược áo lên để cho con bù, để cho thiên hạ này nhìn à? Ta cấm triệt để luôn đấy. À, mặt thằng này nhìn thế này thôi không dạy được nhá, hiểu chưa? Đây nhá, đây thì con khóc lúc nào cho bú lúc đấy nhá, không kể gì ở đâu hết nhá. Mày thích đi khoe, thích đi khoe cái quần ở này à? Hả? Có thích đi khoe không? Đầy người còn không có mà khoe kìa. Đây á, cứ con khóc nha, con đói nha, cho ăn. Bố con thằng nào hết nhá. Mày có thích không? Tao vả mai một phả đâu. Làm ba chén rượu về đi còn không vững đòi đánh. Chưa biết ai đánh ai đâu nhá. Là xúc phạm đến anh em bằng hữu của thằng này. Thằng này xử lý. Đấy đó. Hai. Cấm. Mà cái này cái quan trọng. Để con đi ra giữa đám đông mà cho con bú nhá. Bú luôn hả? Hiểu chưa? Không nói nhiều. Giải thích lăng nhăng. Mà thích về ngoài hả? Anh tưởng đuổi được con này mà dễ à? Giá rửa cái hồi trương như thế. Mày vạch áo lên cho mọi người xem à? Ai bảo với anh là em vạch áo lên cho mọi người xem? Con đói con khóc thì em vạch lên cho con ăn thôi. Con tí thôi có gì đâu. Mày vạch ra được cái hồi trướng mày bảo không phải là vạch cho mọi người xem thì vạch cho ai xem? Thì anh đừng có đặt điều nữa đi. Thằng này chưa bao giờ đặt điều rồi anh nhá. Có thấy không? Thằng này kéo ra ngoài quán cho bọn kia nói cho mà nghe luôn nhá. Bọn kia nó ngồi ngoài quán kìa. Nghe gì mồm bọn đấy. Vài ba chén rượu vào nó nói linh tinh. Phải ba chén chứ. Nó nói đúng thì là mình phải công nhận là đúng chứ. Bạn bè thằng này thằng nào cũng thật thà hết. Không thằng nào đặt điều cho ai bao giờ nhá. Ừ. Anh em chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi. Thưa biết tính của nó chứ. Thật thà cái gì? Đấy thằng Thanh kia kìa. Ăn trộm tiền vợ kìa. Xong về vợ nó nói cho rồi còn đánh cả vợ kìa. Thật thà. Cô còn đầu óc mà cô không biết suy nghĩ một tí nào luôn. Tiền của vợ thì mình được quyền lấy chứ. Mình có đi ăn trộm của làng, của xóm đâu. Mà bảo là đi ăn trộm. Tiền trong gia đình mình được quyền sử dụng. Mình là nóc cơ mà. Mình là nóc, mình làm cái gì mình phải có quyền chứ. Nóc? Có thằng nào còn nóc nữa không? Đấy, nhà được cái xe máy nó cũng đưa đi bán đi kìa, để uống đi kìa. Làm thì không làm, tiền đâu mà đi ngồi lê suốt thế. Đó. Rồi bắt đầu lại về lấy ba cái đồ linh tinh ở nhà đi bán đồng nát để mà uống tiếp đi. Nhà còn gì nữa không? Vào mà bê nốt mà đi đi, con cái nồi cơm điện này kìa. Bật lên bật xuống nó còn hỏng đi kìa. Đưa ra mà đồng nát nốt đi. Bây giờ cô ra hỏi xem cái. Tất cả mọi người có ai mà kẹo áo lên giữa hội trường cho mọi người xem không? Tôi nói lại với anh một lần nữa nhá. Tôi vạch áo lên cho con ăn nhá, cho con ti nhá. Không phải vạch lên cho người ta xem nhá. Còn đứa nào mà ngứa mồm ấy thì tự vả vào mồm đứa ấy. Mày ra mà vả mồm hột tao cái. Thằng nào? Thằng nào để tôi ra vả luôn à? Mày ra vả mồm bàn tao một cái, nó vả mày bốn cái. Bây giờ anh đi nghe người ngoài hơn là nghe lời vợ đúng không?
Lúc này có nhận được cái gì nữa? Cô nói lách tôi vạch áo ngoài hội trường là gì đó? Đấy là vạch cho con ăn chứ không phải vạch cho người khác xem nhá. Mày... Ngừng vạch cho người ta xem ấy là đứng lên này, tôi cũng vạch lên này. Anh đi vào trong giường hộ tôi cái nhá, đừng ở đấy mà lèm bèm. Vào giường làm gì? Vào giường mà nằm mà ngủ cho sướng cái đời. Không bao giờ vào nằm ngủ giờ này nhá. Thằng này đang cần phải đi chiến đấu tiếp. Chiến đấu chứ. Anh em bạn bè đang còn chiến đấu thì mình cũng phải chiến đấu tới cùng chứ. Ừ, thế thì đi đi. Đi chiến tiếp đi. Đi với bằng hữu của anh đi. Rồi về rồi say mềm ra đấy thì có vợ con lo. Cơm bưng nước rót. Giá mà tốt được với vợ con như thế thì có phải tốt đâu. Tao mà biết được cái thằng nào nhá, ngúa mồm nhá, chuyên gia đặt điều nhá, tao ra mà tao mà biết được tao cho mấy bạn chổi này vào mồm tù mỏ luôn. Biết chồng người ta đã hay nát rượu rồi, hay đánh vợ con rồi, còn xúi dục, đấm bị thóc, chọc bị gạo. Có cái loại người nào mà ác ôn như thế không biết. Thấy gia đình nhà người ta đánh nhau là mình sung sướng lắm, cười hả hê lắm. Sức chịu đựng con người cũng có hạn đấy. Rồi cũng có lúc tao vả vỡ mồm bọn mày.